Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Romeo Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Hyundai Santa Fe. Cái xe này là phiên bản 2.2 máy dầu tiêu chuẩn. Xe được sản xuất đăng ký năm 2022 chị ạ. Cái xe này thì được mang form mới, số bấm máy mới rất là đẹp chị ạ. Và sau đây sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc xe này thì đã được chủ xe độ mặt ca lăng của chiếc xe sàn bản cao cấp rồi anh chị nhé. Đây ạ, mặt ca lăng mạ chrome này đã được thay thế rồi. Đó, chiếc xe này dùng hệ thống đèn giống nhau anh chị nhé. Đây ạ, xe được trang bị đèn full led anh chị ạ. Đó, đèn full led. Ngoài ra chiếc xe phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta có trang bị la răng phay phay nhỏ này anh chị này, 5 chấu xoắn anh chị ạ. Chiếc xe này thì là một dàn lốp zin theo xe, còn rất là dày anh chị ạ. Chiếc xe mới chạy hơn 4 vạn km chuẩn anh chị ạ. Đó, máy dầu, máy mới, smart trim đi rất là êm ái chị ạ. Đi rất là êm, nổ rất êm, ga rất bốc chị ạ. Độ trễ của xe bây giờ là rất là ít đấy chị ạ. Đó, chúng ta cũng có trang bị đầy đủ full cảm biến trước sau rồi chị nhá. Để là rằng lốp lắp đây như mới luôn chị ạ. Chủ xe đã thêm cả bệ bước rồi, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao chị ạ. Form dáng thì rất là hiện đại. Đây, lốp zin còn rất là dày. Đây chị nhé. Đó. Êm mái, thoải mái chị ạ. Đây phần đuôi xe chị này. Chúng ta có trang bị cả phía sau nữa. Đó, và cốp xe chúng ta vẫn được trang bị cốp điện đấy chị nhé. Gọi là bản tiêu chuẩn thôi, nhưng mà những cái option cơ bản thì vẫn đầy đủ cả chị ạ, không thiếu cái gì đâu. Khoang sau này chị này, nếu như chúng ta không đi 7 người có thể gặp hàng ghế thứ ba lại. Theo khoang để đồ rất là rộng rãi, chúng ta vẫn có một vùng điều hòa độc lập cho ghế thứ ba chị nhé, một vùng điều hòa độc lập, các vùng cửa gió đây đều đầy đủ cả chị, không thiếu gì. Cốp điện thì rất là tiện lợi, cốp điện thì rất là tiện lợi. Đây là răng lốp nắp đây, còn mới tinh thì chị nhé. Tiến lên phần nội thất của xe. Chiếc xe này đây là tabi cánh cửa của xe đây, chúng ta vẫn được trang bị loa hát màn ca đông anh chị nhé. Đó, giống như xe bản full. Đó, đây nó chỉ thua xe bản full một vài option nhỏ thôi anh chị ạ. Đó, vẫn nội thất ghế da hai màu, cửa gió điều hòa đây chị này, trần nỉ nguyên bản chị nhé. Đó, trần nỉ nguyên bản, ghế da còn như mới luôn chị. Cái xe mới chạy hơn 4 vạn thôi. Đây lắp đi cửa lái đây, chúng ta trang bị gương cái chỉnh điện, cặp gương điện đầy đủ hết, loa hàng hiệu Harman Kardon. Đây là ghế da bên lái, chúng ta vẫn được trang bị ghế điện hết anh chị nhé. Ghế da bên phụ, đó, ghế da bên phụ thì chúng ta trang bị ghế cơ thôi. Đó, mặt táp lô lắp đi của xe đây, màn hình trung tâm kết hợp với camera lùi chị nhé. Điều hòa phía trước là điều hòa hai vùng độc lập, số bấm chị, số bấm, sạc không dây đầy đủ cả các chế độ lái. Đây là vô lăng của cái xe đây, chúng ta có sấy sửa vô lăng đầy đủ cả, vô lăng khâu nhá. Đó, vô lăng có lỗ đây, đầy đủ các tính năng, xa điện thoại không dây, điều hòa hai vùng, ghế điện. Đó, cần số số bấm này chị này, nhìn rất là hiện đại luôn. Và sau đây xin được tóm tắt lại chiếc xe này, chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này là phiên bản 2.2 máy dầu tiêu chuẩn, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Chiếc xe này được bên em sẽ bán mức giá chỉ loanh quanh 1 tỷ đồng thôi. Và anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó để các bạn Zalo để bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.